hôm nay bắt đầu lên tường các bạn. Ông thợ chính đang ngồi chỉ đạo. Đây là ông thợ chính đang ngồi chỉ đạo. Chỉ đạo 5 ông thợ phụ. Ông thợ chính thì chỉ có phá phách thôi. Ông thợ chính ơi, ông thợ chính làm gì vậy? Ông thợ ơi, ông thợ làm gì vậy? Hai phòng ngủ đã lắp cũng học, chẳng mấy chốc mà ngôi nhà hoàn thành. Một cái khu hành lang rộng hướng ra cánh đồng. Những cái nào thừa anh cắt hộ chưa? À, tháo cái chỗ này ra. Cái ông đổ chưa tháo, cắt pha. Đây thợ sắt vào lập mái. Sờ nghề leo trèo bạn đang có loại 3-4 tầng như nhờ cao chốt vót đủ dây không nhỉ? Dạ, 287.000 nữa ạ. Ờ. Hả? À ra. Ôi, cẩn thận nhá.
À, kệ các ông để ông chèn sao không? Mình cứ làm theo sắt của mình. Nhưng mà thợ vất vả, hôm nay gia đình nấu chút đồ ăn, đấy, bia để cho thợ động viên tinh thần, làm việc rất là hăng say tích cực. SEA Games. Ăn cá, cầm cá đấy, con cầm cá đấy, cầm cá. Rồi rồi, cầm đấy thôi. Cầm là cầm, rồi rồi. Uống cái gì uống? Kệ con nó uống đá kệ. Hai bố con hôm nay ra thăm đồng. Đấy. Đồng chuẩn bị vào mùa gặt lúa chín này, vàng chín vàng rồi đấy. Hôm nay lúa rất là năng suất. Ta dừng lại ta chơi. Họ. Đi đứng lại đó. Sao? Không đốt được à? Không đốt được à, bà. Cánh đồng là đằng sau nhà Đức Thắng, đây, nhà Đức Thắng đây. Các bác, để zoom cho các bác xem là nhà Đức Thắng đấy. À, nhà Đức Thắng đây xanh xanh này, vẫn đang làm. Đấy. À, đang làm chưa xong đây. Đấy, khu đằng sau nhà Đức Thắng làm. Đấy. Đằng trước nhà Đức Thắng là đường tỉnh lộ 525. Đấy. Chạy qua và đằng sau là một cánh đồng rất là bát ngát. Khu này tương lai sẽ về trung tâm của xã Thăng Bình. Đấy, trung tâm xã các bác. Đấy. Trung tâm xã Thăng Bình đây. Ủy ban hội trường. Rồi các
khu nhà của các đoàn thể, trạm y tế. Cách nhà Thắng khoảng 200 mét. Tương lai nhà đằng sau này thì những cánh đồng lúa này sẽ quy hoạch thành những cái khu vui chơi giải trí, rồi là công viên, sân vận động, rồi tương lai sẽ là những khu thương mại của một xã nông thôn mới. Chạy vừa thôi, mệt không? Bố chạy đi. Không, bố không chạy. Con chạy, không ngã nha.